nêm vô đây một chút xí hạt nêm nha em, xíu đường, tí bột ngọt cho nó vừa ăn cái cơm, đường có thứ nhiều được. Một xíu nữa. Rồi cho hành đi. Mình sẽ cho hành trước tại vì hành này còn sống á. Những cái thứ khác giống như là đậu đũa hay là lạp xưởng á, mình đã làm nó chín hết rồi. Hành còn sống mình cho đi trước. Rồi, đây là đũa vô là màu xanh. Xin chào cô chú anh chị và các bạn buổi sáng nha. Sáng ngày hôm nay con có một cái món ăn rất là ngon, đặc biệt vừa ngon mà vừa no và vừa chắc bụng nữa. Đó là cái món cơm chiên trộn. Hay nói ra thì cái này giống như là cơm chiên Dương Châu vậy đó. Tại vì nhà sẵn có trứng vịt nè, xong rồi có đậu đũa nữa nên là mấy chị em tụi con làm món này luôn. Bây giờ nó cũng đã chín rồi đó nha ơi. Bắt đầu là mình sẽ phát cho mấy chú ngựa dĩa nha. Sáng nay thì con đã dặn mấy chú là đừng có ăn sáng á, để ăn cái món cơm Dương Châu này. Giờ là sẽ bắt đầu để lên cho ngựa dĩa. Cái này là nóng hổi, vừa hổi vừa ăn luôn nha. Đây một cái dĩa cơm sáng nha, ăn một cái là chắc bụng luôn. Cái này làm bới vừa vừa thôi á, rồi thôi bới vừa vừa thôi ngay, rồi ai ăn thêm thì lấy thêm, để nhiều quá thì sẽ ngán á. Cái này nêm lạt lạt để ăn với nước tương. Mời anh dĩa cơm. Mời hẹn nhưng mà em cánh hai ơi, em bới vừa vừa nha, mọi người ăn thêm thì lấy thêm nha, để cho đỡ ngán. Đây thí sinh số 2 vô nhận dĩa. Có nước tương luôn, nó lạc nha, nó thôi để chan nước tương cho nó vừa. Có ớt luôn, có ớt nữa nè mấy anh ơi. Rồi đây cái gì tiến đức lên luôn này. Cơm anh Nhật ơi, cái này ăn thì ăn hết thì lấy thêm nha. Rồi quá ngon với trời, mình không ăn là cái thằng này thất bại. Em gửi chị. Em chọn lên. Bắt cái bếp phải đi ngang này. Tôi mới cơm trang còn thách thức rồi trời. Bà nào bây giờ chút nữa nó xuống. Đây. Rồi đang vô. Trộn trộn lên cái ngang này, trộn trộn lên cái. Kìa chú Sang đang lấy chai nước tương vô. Đây của anh Đức lấy cái muỗng anh ơi. Ngon quá. Rồi tiếp tục còn hai dĩa nữa đúng không? Đây có chai nước tương xem theo luôn kìa. Hay dạ rồi mở cái đi ăn luôn đi ba. Chú Sang nữa, chú Sang thì chắc là dễ bự á. Chú Sang ăn được lắm á. Còn hết cỡ. Dạ nhiều lắm anh ơi. Chiên nước tương vô nghe anh, được không anh? Được không hai? Tại vì sợ không vừa, họ sợ lạc á, để nước tương vô cho nó vừa. Ôi. Tiếp tục tiếp tục.
tiếp tục trộn lên trong lúc mấy chú đang ăn là hồi ăn thêm. Nóng hổi luôn. Mày ngồi đây nghe mấy chú ăn mà nhìn thấy thèm luôn kìa. Làm dĩa em. Làm dĩa hả? Thôi để lát nữa mấy chú ăn xong đi. Bị ngon quá, chuẩn bị đặt dĩa thứ hai. Chuẩn bị đặt dĩa thứ hai ha. Lát nữa ai mà ăn được dĩa thứ hai thì em sẽ có khuyến mãi thêm dĩa thứ ba nha. Có lý, có lý. Có quà đặc biệt rồi á. Xanh đỏ vàng tím đủ màu. Bữa cơm sáng là đầy dinh dưỡng luôn. Không chú hai, được không chú hai? Ngon không? Dễ ăn rồi. Gái chiên cơm ăn ngon không chú hai? Ông cười, ổng cười mỉm chân luôn rồi, cẩm hơi chết à, rồi. Vừa miệng không? Được. Ờ, lượm dĩa nữa nha. Vừa là ăn hết dĩa này chơi dĩa nữa. Sáng có hùng nước đá chưa? Có. Có cần lấy lên không hay là lát nữa mấy chú xuống dưới? Dì ơi, này em cách ly xã hội xa với ăn ngon không? Ngon. Cái này có cây xài mát. Lấy ông kính rồi. Sáng ăn cơm chắc tới trưa luôn quá. Không, cơm này ăn nó lâu đói lắm. Ăn nó hoài 1 giờ vừa đói. Đúng rồi. Sao nói dĩa này ít mà ăn hoài không hết nè. Sau khi mà đã ăn xong cái buổi sáng rồi đó cô chú ơi thì rất là năng lượng luôn trong ngày hôm nay nha. Bây giờ sau khi mà cái phần đế nó đã khô lại rồi, bắt đầu vào cái quá trình thì anh hai với lại anh Dư cũng đang xây lên nè cô chú. Thì con đường sẽ cao lên tới đây nha. Từ mặt đất mà lên lên tới đây là bao nhiêu, hôm qua anh hai nói với em là bao nhiêu tấc? 5 tấc. Dạ là 6 tấc tổng cộng ha, là nó sẽ cao tới cái tới chỗ này đúng không anh hai? Đây lên cục gạch. À lên thêm một cục gạch nữa ha. Cái chỗ bên đây thì nó đã khô rồi cho nên là mấy anh đã bắt đầu xây. Còn bên con đường bên kia đó thì nó chưa khô lắm. Chắc là có thể là một chút nữa khi mà đợi nó cứng lại rồi sẽ tiếp tục xây tiếp nha cô chú. Đây là cái con đường sắp tới của mình nè. Nhìn như vậy thì cũng chắc là cũng hình dung ra được một chút rồi đó cô chú. Nó sẽ cao hơn so với là những chỗ khác trong thời gian sắp tới nha. Khi mà mình đi đến đây thì mình đang đi trên cao nè. Mình đi qua bên ruộng, bên đất á, thì mình sẽ bước xuống một chút. Này, cái con đường thì sẽ tới chỗ này. Ở đây thì cũng có làm cái đường chắn ngang này nè cô chú. Dài tới đằng kia luôn. Hôm nay thì sau khi mà đã dựng xong cái phần cánh nén lên rồi, mấy chú họ bên chỗ mà BO cũng bắt đầu qua để mà mình vào cái quá trình mình làm cái phần sơn. Mình muốn lên trời mình đi đường này hả? Mấy cây lục bình này khi mà đem về rồi thì mình chà nó hay gì anh? Chà này mình chà cho nó sạch lông với mình xử lý mấy cái nứt đó. Dạ, rồi sau đó bắt đầu là mình vào mình sơn. Rồi mình sơn lót lên rồi mình chà lên gì nữa. Dạ. Rồi mình mới sơn màu lên, rồi chà ra, mình sơn lót trong lên, chà ra cái nữa rồi mình sơn hút. Là rất là nhiều bước luôn ha. Dạ. Rồi ở phần phía trên là khi nào mà mình sơn luôn anh ha? Cái này để làm ba vụ này, xong rồi đầu mình tự chọn làm, mình dài 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 lên. Dạ, mình làm dài dài lên luôn. Bây giờ tạm thời là cái nào thằng trắng là mình làm tốt qua hết. Để cho xử lý vật dán cho bằng rồi cứ lót lót xong là bắt đầu làm lên làm dài. Dạ. Cái màu sơn này là tổng thể là nó giống như trên kia luôn hay nhỉ? Không, trên đó tại vì kèo chỗ dưới lá đó cho màu nó hơi đậm hơn. Dạ. Còn dài dưới này là phải cho màu nó nhạt hơn một chút mới được. À, nó nhạt màu, hơn. Lấy cây chanh gỗ. Dạ. Tại vì cái đầu tay á nó dính vô trong cái lá thì nó đen, mình cho nó đỏ lên để cho nó nổi cái đầu tay ra. Dạ. Chứ theo màu này thì nó trắng lên nó nhạt hơn. Bởi vì cho giờ cắt ra giờ cái này bắt đầu từ tổ cái kèo này nè, và xuống đây mình cho màu vàng cam hơi
cho đỏ gì xấu lắm. Dạ rồi, dạ. Lục bình này cũng vậy, lục bình mình có màu gỗ tự nhiên nó lên. Nó sẽ đẹp hơn nha. Cảm ơn anh nhiều. Vậy tiếp tục nha. Còn đây, phía bên đây là bữa nay là cái bàn là đã bắt đầu có được cái khung rồi nè cô chú. Rồi thêm một cái nữa. Còn cái phần gỗ đó thì tiếp tục hôm nay vợ của anh Thảo là chị Xuyên cũng đang chà tiếp tục cho hết luôn. Chiều hôm nay á cô chú thì mấy chú thợ cũng đã xây xong hai cái bức tường hai bên rồi đó cô chú ơi. Nhưng mà ở đây cũng có một số thắc mắc á. Bây giờ con sẽ vô hỏi mấy chú nha. Tại vì con thấy sao mà chừa lại hai bên đây nè, không có xây luôn. Còn phía con đường ở đó thì xây toàn bộ luôn á, không có chừa cái khúc nào hết. Nhưng mà chỉ có riêng cái chỗ này hình như là ngay cái cống hôm trước mà anh Nhật đào nè anh Dư. Tại sao mình lại chừa hai khoảng hai bên luôn ha? Ngay cái miệng cống mình phải đổ cái đà cho nó cứng cái đường ống. Dạ, tại chỗ này đào rồi nó bị yếu hay gì vậy? Yếu, mềm. À, vậy là mình phải làm sao anh Dư? Mình đổ dây đà treo cho nó cứng. Dạ, bẻ sắt rồi đổ dây đà treo cho nó cứng ha. À, còn như mấy chỗ kia thì mình chỉ đâm le thôi. Nó cứng bình thường. Dạ, bên đây nó còn yếu hơn anh Dư ha. Dạ, vậy là bên cái đà này nó mới cứng. À, bên đây là cũng bẻ sắt luôn, đổ cây đà luôn. Dạ, cho nó cứng hơn tại hồi nó lúng ha. Còn về quá trình xây thì mình cũng trước cái ống bọng mình nè. Dạ. Tắt nó không cứng. Đổ nó cứng vậy. Dạ. Được nữa mình xây lên có bị gan gì luôn. À. Còn về cái hai bức tường hai bên thì mình cũng đã xây gần như là hoàn thành này. Dạ, còn cái này là nửa đổ cột vô hay gì anh? Đúng rồi, đi ra khác đổ bê tông luôn. Dạ. Vậy là nữa mình đổ bê tông vô hết mấy cái cột này luôn. Đúng rồi, đúng, đổ hết mấy nồi cột luôn. Dạ. Cho nó chắc chắn nha. Cho nó cứng lại. Dạ, dài tới đằng đây luôn rồi dài tới đằng kia luôn. Ngày hôm nay mình đã xây xong cái phần bức tường rồi, nửa cái bơm cát vô hay gì anh? Đúng rồi, cho nó cứng hai nhà. Dạ, còn về phần ở đây á, hôm nay thì như dự kiến á, thì đang lót dán cầu thang để mà mình có cái đường đi lên đi xuống. Mấy chú đang làm ở đây nè cô chú. Đây là miếng dán đầu tiên. Chừng nữa thì con đường nó cao lắm, cái mình đi lên là đi lên luôn à. Giờ nhìn thì thấy nó hơi thấp, hơi bước lên chút, nhưng mà chừng nữa thì bơm cát vô rồi á, thì ở đây nó cao lên rồi. Hai phần nữa nè. Cái gỗ này là gỗ gì hả anh Nhật? Căm xe. À, căm xe ha. Vậy là cái đường cái cầu hang đi vô này là anh Nhật dùng cái những cái miếng gỗ này là gỗ căm xe. Còn ở phía bên trong là hoàn toàn là hao lao hết luôn. Mấy cái cây lục bình cũng là hao lao ha. Cũng là bằng hao lao hết. Còn gỗ này là căm xe. Nhìn thấy nó bập đây này nó chịu ngoài mưa nắng được. À. Bữa kia mua ra nắng ra mưa chịu nổi. Dạ. Vậy là gỗ căm xe là nó còn im hơn thao lao hay sao Nhật? À, nó có thể chịu nắng chịu mưa giỏi hơn. Đây mình ở đây ngoài trời. Dạ, cái cầu hang này thì nó ngoài trời cho nên là mình sử dụng gỗ căm xe. Thì anh hai cũng đã xây dựng hết luôn rồi nè cô chú, dài tới luôn rồi. Dài tới đây luôn. Vừa hết gạch là vừa đủ luôn hả? Hay ta. Tomorrow.
Rồi đi xe đá qua tiếp coi, cái xe đá nó hai tu tẩy không có nổi đâu. Đi đi để xe đá qua đừng nổi. Rồi đi để xe đá. 4 người đẩy xe đá thôi. Mỗi lần mà vận chuyển vật tư hay là đá gặp gì đó cô chú thì phải rất là nhiều người luôn, mình phải qua dốc cây cầu á, cho nên nó hơi nặng. Rồi vận chuyển qua đây xong rồi mình gánh xuống dưới đây thì mình mới có thể làm được á. Rồi. Cái này an toàn. Con vào nó chậm rồi. Đá 1-2 hay gì á chú Sang? 3-2. Lên. Lên luôn hai. Em là kê không? Nhớ màu đá lên cái màu này. Đó, giữ gì sao? Cho hết xe luôn. Rồi luôn này, chúng ai luôn. Để gá bên tay trong khẽ ra. Bao này nhiều á, nặng á. Ừ. Gắp tài lũng mấy lỗ rồi. Nay thì mấy chú thợ cũng đã làm xong hết việc cũng đúng giờ nên là mấy chú về hết rồi đó cô chú anh chị và các bạn ơi. Trong quá trình ngày hôm nay làm thì về cái bức tường hai bên thì mấy chú cũng đã làm xong nè. Ngoài ra đi về cái cây cầu để mà mình đi lên căn chòi đó thì cũng làm được khoảng 90% là xong rồi đó cô chú. Đây. Còn về mấy cái đây hai bên nè. Hồi nãy thì anh Dư cũng đã đổ xong cái phần xi măng xuống rồi. Mai nó sẽ cứng lại. Rồi sau đó mấy anh sẽ bắt đầu xây lên tiếp. Dài dài tới đằng đây luôn. Với lại ngày mai mình sẽ đổ hết mấy cây cột này nữa là hoàn thành xong cái con đường. Giờ con sẽ đi lên trên cho cô chú anh chị các bạn cùng xem mấy cái cây lục bình đó, mấy cái cây thao lao mà anh mài ra đó thì hôm nay nó đã như thế nào rồi nha. Cầu này thì mình cũng có thể bước lên được rồi, rất là cứng luôn. Đây.
đây là mấy cái cây gỗ nè, đây gỗ này là hoàn toàn là thao lao hết luôn. Nhưng mà sau khi mà về á, các cô chú anh chị các bạn nhìn thấy cái hình dáng mà mấy chú làm nó giống như cái cây lục bình, cho nên gọi là gỗ lục bình là như vậy đó. Ở đây thì chắc là đã bào xong rồi, ngoài ra thì cũng đã sơn được cái lớp nước lót rồi nè. Mình thấy cái cây nó khác hoàn toàn với cái màu hồi lời lúc sáng luôn. Thì chừng nữa thì sẽ BU lên một cái nữa thì màu nó mới đẹp được. Thì cho mọi người nhìn nha. Đây sự khác biệt nè, cái bên đây là mình chưa có xử lý nè, còn bên đây đã xử lý rồi nè. Ngày mai thì chú sẽ đến để mà làm tiếp tục nữa. Có cái bàn á, hôm nay vợ chồng anh Hảo làm cũng rất là đẹp luôn nè cô chú ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái bàn này thì nó nhỏ, nó không có bự, không có chiếm diện tích. Có thể cái bàn này là bàn sắt đồ ăn á, là bàn nhỏ nè, còn cái bàn bự bên kia thì để lò mình nấu nướng gì đó. Dạ. Ngoài ra thì con cũng đi qua phía bên đây cho cô chú xem bên đây luôn nha. Đây, ngày hôm nay thì có một cái rất là lạ. Đó là cái bồn cầu thì anh Nhật cũng đã mua về rồi. Ở đây chị cũng lựa chọn cái màu là màu xám á, cho nó hợp với lại cái phần gạch của nhà vệ sinh luôn. Bồn cầu chắc là ngày mai là mấy anh sẽ lắp vô luôn cô chú. Này mới vừa đem về lúc chiều nay luôn, mai sẽ lắp vào trong đây thì nó rất là hợp tông với lại cái nhà vệ sinh của mình luôn. Phía bên đây thì gạch thì mình phải đợi tiếp tục nữa rồi. Ngoài ra con cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn như đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Thôn Nữ Miền Tây trong thời gian qua. Ngoài ra thì cũng theo dõi suốt cái quá trình mà mấy chị em tụi con xây dựng căn chòi luôn. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày thật là tốt lành nha.